Quá trình điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế và các đơn vị liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và truy nã bị can đối với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC. Để phục vụ điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an kêu gọi bà Nhàn đến trụ sở Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, địa chỉ số 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội hoặc Cơ quan Công an nơi gần nhất đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của nhà nước và thực hiện quyền tự bào chữa theo quy định. Nếu bị can Nhàn tiếp tục bỏ trốn không ra đầu thú, cơ quan điều tra coi đó là từ bỏ quyền tự bào chữa của bị can và tiến hành điều tra, kết luận vụ án theo quy định pháp luật. Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp mới đây đã bắt giữ một đối tượng đang vận chuyển trái phép hơn 4 kg ma túy từ Campuchia về Việt Nam. Đối tượng tên là La Văn Điều, sinh năm 1996, trú tại tỉnh Đồng Tháp. Lực lượng chức năng thu giữ tại hiện trường một bịch ni lông màu đen, bên trong có chứa 4,2 kg ma túy và một xe mô tô hai bánh. Điều được một người đàn ông tên là Hào thuê vận chuyển số ma túy trên với tiền công là 8 triệu đồng. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra. Còn tại Đồng Nai, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên sông Đồng Nai, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đồng Nai đã phát hiện bắt giữ một tàu vận chuyển cát trái phép. Kiểm tra tàu gỗ DN0537, tổ công tác phát hiện trên khoang có khoảng 2 mét khối cát. Chủ tàu tên là Lê Văn Thanh, tại thời điểm kiểm tra không xuất trình được hóa đơn chứng minh nguồn gốc số cát. Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt ông Lê Văn Thanh 11,5 triệu đồng về hành vi vận chuyển cát trái phép. Bốn đối tượng Nguyễn Việt Hòa, Nguyễn Hữu Sơn, Nguyễn Văn Hậu, Võ Thành Nam chuyên thực hiện hành vi trộm cắp hộp đen xe đầu kéo trên địa bàn các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Ngãi đã bị Công an huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Thừa Thiên Huế. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai đã thực hiện 17 vụ trộm cắp hộp đen xe đầu kéo, gây thiệt hại cho các chủ xe khoảng 460 triệu đồng. Mở rộng vụ án, cơ quan công an bắt giữ khởi tố Phan Thị Phượng, trú tại thành phố Hồ Chí Minh, là đối tượng tiêu thụ tài sản của nhóm đối tượng trộm cắp trên. Còn tại Sơn La, hai đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp trên địa bàn thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, cũng đã bị công an huyện Mai Sơn khởi tố bắt tạm giam. Hai đối tượng tên là Lư Minh Công và Lò Văn Thành cùng trú tại tỉnh Sơn La đã đột nhập trộm máy tính và 9 triệu đồng tại một trường mầm non trên địa bàn cùng với tiền, vàng, xe máy của nhiều hộ dân. Công an huyện Mai Sơn đang hoàn tất thủ tục để trao trả một số tài sản các đối tượng trộm được cho người dân.